giá thành của cái dòng sản phẩm này thì nó tương đương so với cái dòng gỗ hương đá. Và đặc biệt thì nếu như mà tìm được một cái tấm dạ liền thì giá thành nó còn cao hơn cả cái dòng gỗ hương đá các bác ạ. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video của em Linh. Thì thưa các bác, đối với cái dòng gỗ Mita thì luôn là một trong cái dòng gỗ được các cụ cũng như là các bác quan tâm rất là nhiều trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên thì để mà làm được một chiếc sập thờ mà lại là vua sập thờ như thế này thì nó lại là cực kỳ khó trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên ngày hôm nay thì em Linh lại đang làm xong một cái sản phẩm hàng đặt của gia đình bác khách ở trong Diễn Châu, Nghệ An. Đấy, thì bác có yêu cầu làm một chiếc vua sập thờ dài 1m97, sâu 1m07 và chiều cao từ mặt đất lên đến mặt bàn này là 1m17. Và đặc biệt là cái dạ tiền, dạ ngang đều là dày 10 phân liền khối, đục theo lối vua sập thờ các bác ạ. Thì chia sẻ với các bác thì đối với cái dòng gỗ Mita thì trên thị trường hiện nay nếu như tìm một cái cây gỗ mà nó to, rộng 40-45 thì cực kỳ là khó. Cho nên là em Linh đã phải làm một chiếc dạ tiền như thế này, là ghép hai miếng vào các bác nhá. Dày 10 phân ghép đôi. Thì các bác có thể để ý cho em thì cái đường ghép đây, đấy, nó có một cái đường đen này là cái phần cốn AB ghép nó lộ ra các bác nhá. Còn với cái phần ghép như thế này thì em Linh cũng đã làm một cái video ngắn là chia sẻ cái phần bên trong này. Thì tất cả là em Linh đều làm mộng hết các bác ạ. Đấy, để làm sao mà khi các bác sử dụng nó yên tâm nhất. Và với cái sản phẩm này thì chân thì em làm là chân vuông 24. Đấy, chân vuông 24 các bác nhá. Và là cái mẫu này thì em đục gần như là không khác gì so với các cái dòng gỗ hương đá hay dòng gỗ gõ đỏ. Tất cả đều được chạm khắc rất là tỉ mỉ và kỹ. Chân là em đục chân chim hai mặt hoàn toàn khác nhau. Đấy các bác ạ. Ngoài ra thì còn cả thêm cả cái phần xà chân nữa này các bác này. Đấy, để thêm cái phần xà chân này thì bác yêu cầu thêm một chiếc xà. Thì với cái bổ mộng sập như thế này thì với cái phần xà này thì em chỉ cho thêm vào gọi là để phụ kiện, để thêm cái phần chắc chắn cho cái bàn thôi các bác ạ. Ngoài ra thì hai tầng cổ chỉ này thì em Linh vẫn làm là dày 5 phân. Hai tầng cổ chỉ dày 5 phân các bác nhá. Thì đối với cái dòng gỗ Mita thì em Linh cũng chia sẻ rất là nhiều để mà tránh được hết những cái phần mắt sống, mắt cây này, hay là những cái phần gỗ xẻ ra mà nó hồng hồng như thế này thì nó rất là khó. Tuy nhiên đổi lại thì với cái dòng gỗ Mita thì bác cũng biết cái tính ổn định của nó rất là cao. Ngoài ra thì cái mặt bàn này thì em làm cho gia đình bác là mặt dày 2 phân. Tuy nhiên là ghép tới tận 4 miếng các bác nhé. Ghép tới tận 4 miếng này các bác có thể nhìn này. Đây, những cái đường ghép mà bên nhà em Linh ghép sau khi mà đã tăng trà lên thì nhìn nó gần như là hàng liền một tấm. Nếu như bác nào mà đã biết về cái đồng đồ gỗ thì các bác chỉ có thể nhìn được những cái đường vân gỗ thôi thì các bác có thể phát hiện ra cái đường ghép các bác nhé. Còn với cái phần khuôn này thì theo như yêu cầu của bác là em làm khuôn rộng tới 13 phân. Khuôn rộng tới 13 phân và dày là dày 5 phân các bác nhé. Và em Linh cũng muốn chia sẻ cho bác thì để mà làm nên một cái sản phẩm bằng chất liệu gỗ Mita mà hàng dày dặn như thế này thì cái giá thành của nó cũng không hề rẻ một chút nào các bác nhé. Giá thành của cái dòng sản phẩm này thì nó tương đương so với cái dòng gỗ hương đá. Và đặc biệt thì nếu như mà tìm được một cái tấm dạ liền thì giá thành nó còn cao hơn cả cái dòng gỗ hương đá các bác ạ. Nên là em Linh muốn chia sẻ cho các bác về cái chất liệu gỗ Mita mà làm hàng dày dặn như thế này để các bác có cái nhìn tổng quan hơn, các bác có thể tham khảo trong cái nhu cầu sử dụng của mình, về cân đối về tài chính trong gia đình nữa các bác ạ. Thì em Linh vừa chia sẻ cho các bác về cái mẫu vua sập thờ ấy, được làm trên nền chất liệu gỗ Mita 100% của gia đình bác khách ở Diễn Châu, Nghệ An. Các bác có thể cho em Linh xin ý kiến cũng như là các bác cần tư vấn về cái dòng sản phẩm của Mita như thế nào có thể comment cho em Linh nhá. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.